Nhi ơi, gọi cho chị miếng nước rồi đi Nhi. Nước hôm nay chưa uống đã hết rồi ta. Chị ơi em cọc cạc. Chị ơi em cọc cạc chứ em không cọc cạc đâu. Nè. Lại hồn. Con Ngân nó kêu uống méo dũng lắm thế. Ngay hết hai trái chưa hấu rồi. Chị ơi em cọc cặc. Xỉu. Té ngựa. Chán không buồn nói luôn đấy. Chàng ơi sao mà tán không buồn nói vậy nè. Giờ là bom bát ngát luôn này. Giờ là bom bát ngát xa đưa luôn này. Bây giờ là tết tới nơi rồi, đừng bom hàng nữa. Nhà em không có quần cái gì đâu. Bỏ này xuống đi em ơi. Giờ bom lên xả quay. Xúi đi là hến về. Hến về là xúi đi. Túi đĩ là hiện về. Trời ơi, ai bom túi sách vậy nè? Ai bom cái túi sách của tôi? Túi sách là cái gì đây? Rồi vô chia sẻ mấy chị ơi. Túi sách, túi Chanel, túi túi gì ta? Túi ngọc trai á. Túi ngọc trai Chanel. Rồi vô giùm em nha. Tương tác giùm em này mấy chị. Đầy tủ không mặc kịp luôn. Túi này trong trong shop em không còn cái nào luôn, hết sạch. Nhà em không còn cái nào luôn đó mọi người. Túi ngọc trai này ai không lấy em để dành em về Tết em đeo này. Xinh ơi là xinh mà đi bom hàng. Rồi vô chia sẻ giùm em nha, tương tác mạnh tay lên mấy chị. Tương tác mạnh tay lên giùm em cái đi. Tương tác mạnh tay mạnh dạn lên giùm em. Vô tương tác giùm em đi mấy chị ơi. Trời ơi chắc em like ngày này nó em ọp chứ đồ có đồ đâu mà like. Trời đồ gì mà nó không về được hàng, đồ gì cho nó đẹp. Tết gì mà nó chán. Tết năm nay chán quá ha. Năm nay vải á bị tắc biên nhiều quá, chả về hàng được mà bán luôn đó mấy chị. Set em mặc em còn 3 set là hết luôn. Má màu vàng đẹp lắm thiệt á. Cái set này màu vàng rất là cưng luôn. Ai mà thích thì em mặc màu vàng cho con. Màu vàng đẹp lắm mà tại màu vàng có còn ít rồi nên không có mặc. Nãy đầu like màu vàng có 3 set rồi nên không có mặc đó. Giờ còn mỗi màu có set thôi. 3 màu hồng, trắng với lại là vàng. Vàng đẹp muốn xỉu luôn á. Mới có mặc màu vàng rồi á. 140. Rồi vô chia sẻ giùm em nha. Nhiệt tình giùm em. Cuối năm tri ân cho cái thùng mì tôm. Yên tâm, ai cũng có thùng mì tôm hết á. Thùng mì tôm với nước mắm về tha hồ xài Tết. Rồi chia sẻ giùm em nha, nhiệt tình. Set em đang mặc 140 chị yêu ơi cho. Set em mặc túi ngọc trai này em còn có cái, ai lấy thì em để cho 150 luôn. Túi này em không có sale lúc nào luôn đó. Túi này là chị đó không em để em tính là em không sale rồi đó mọi người. Tại cái này tính để về quê á. Nay mới coi được like đầu. Rồi vô chia sẻ giùm em nhớ nha, vô xanh nè. Cái điều đầu tiên với chị săn bom á là phải vừa like và vừa share. Có nghĩa là like cái bài em đang like chứ không phải là thả like nha. Nãy á, nhiều bạn đó kêu là vừa vô bấm like cái là đã được rồi. Có nghĩa là mấy chị vô cái bay của em. Vô cái bay của em đúng không? Xong rồi mấy bà bấm cái like ở ngoài, không phải thả like trong like đâu mấy chị. Bấm cái like ở ngoài á, bài viết á. Cái bài like á chứ không phải là thả like trong like đâu. Đây, đây, bấm cái này. Đó là tương tác với chị nó mạnh, vừa like vừa thả like và vừa ấy là mọi người tương tác nó mạnh lắm. Còn mấy bà mà mỗi share thôi là nó không có tương tác đâu, tại vì Facebook nó có 3 chế độ like, share và comment. Bây giờ mấy chị, bây nó có 3 chế độ like, share và comment thì tương tác nó mạnh lắm. Chấm bài giúp em nha mọi người. Chấm bài giúp em, chấm bài giúp em. Rồi share giùm em này, này tặng luôn.
Trần Khải Như. Trời ơi, set này là 3 món đó mấy chị. 3 món em vừa bán xong luôn, không nói điêu luôn nè. 3 món giùm em, tặng luôn cho mấy bà nhá. 3 món giùm em tặng luôn. Set này hôm bữa em vừa sale xong á. Rồi 3 món giùm em tặng luôn 180.000.